chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Big City Việt Nam. Em Vân Anh hiện tại đang có mặt tại tòa căn hộ Big City Đoàn Khuê, một thành viên mới gia nhập trong chuỗi hệ thống căn hộ Big City. Tiện ích khi các bạn, các anh chị đến ở tại Big City Đoàn Khuê đó là rất gần chợ và đây là khu dân cư rất là yên tĩnh và an toàn tuyệt đối. Các anh chị có thể chỉ mất một chút thời gian, một phút để chạy ra công viên thư giãn hoặc chạy ra bờ sông để ngắm cảnh. Hãy cùng em và anh khám phá xem bên trong căn hộ của Big City Đoàn Khuê có gì nhé. Chúng ta sẽ có hai loại căn hộ, đó là căn hộ một phòng ngủ và căn hộ studio. Đây là khoảng không gian rất là rộng để cho các anh chị có thể để xe của mình ạ. Và xem căn hộ studio ở Big City Đoàn Khuê có gì nhé. Căn hộ Big City Đoàn Khuê sẽ đáp ứng được cho các anh chị và các bạn yêu thích có một góc ban công nhỏ để mình có thể có khoảng không gian mở cửa ra ngắm bên ngoài trời. Và vì vị trí vô cùng thuận tiện và vô cùng thuận lợi như vậy thì các anh chị hãy nhanh tay liên hệ đến fanpage của Big City Việt Nam để có thể đặt chỗ cho mình một căn hộ tại Big City Đoàn Khuê nha các anh chị. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã lắng nghe video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Và các anh chị đừng quên subscribe kênh YouTube của Big City Việt Nam nhé.